Căng thẳng quá. Một cái lane cuối cùng đúng không? Chưa, chưa lane, chưa phải lane cuối cùng. Tìm tiếp tục nha. Tại sao cái pass này của anh nó lại rớt ra? Cái tem này của anh nó lại rớt ra. Anh nghĩ là anh nâng nhiều lắm. Anh nhờ em. Dạ, phải không? Dạ. Ừ, nó đi kèm với nhau. Thủ cái là full bộ luôn. Full bộ luôn. Chất lượng. Rồi chuẩn bị mở một con mới. Tất cả mọi người ai cũng rất hồi hộp. M42. Gì đây? Soligo. Ô, Soligo của mình à? Soligo gì? Phải không? Soligo Auto Wide 28. Soligo của anh Nghĩa. Không phải, 28F2.8. Mày của em thì là của anh. Rất ngoài quá. Của em. Phải không? 28F2.8 Soligo. Đây là một trong những con CD, nhưng mà CD của thằng Soligo. Nhưng mà nó không phải là P, không phải P đỏ nha. Mà sao nó lại không có nắp ngà mờ 42 luôn. Không xịn nha. Ừ, cắp xịn người ta. Nó cho một cái filter. Nặng nhưng mà không có nắp. Ok. Mình có cáp. Rồi.